Ho dai dẳng đã lâu, chỉ có ngày nghỉ cuối tuần không phải đi làm, anh Tiến Hải mới có thời gian đến bệnh viện để thăm khám và làm các bước kiểm tra sức khỏe. Do cũng là công nhân viên chức, nên chúng tôi cũng đã chuyển sang quyết định chọn vào ngày thứ Bảy đi làm cho nó phù hợp với công việc của mình và cũng tiện cho công việc của tôi. Và hôm nay tôi đi khám bệnh thì vào lúc khoảng chưa đến 7 giờ. Nhưng mà xuống đến nơi thì tôi được anh các chị ở dưới này là đã làm việc và đã đón tiếp, và tôi thấy là các anh chị làm rất chu đáo, có đầy đủ người đưa dẫn đến từng phòng đấy, và đều hướng dẫn quyền lợi chế độ trong quá trình khám. Để tạo điều kiện cho nhân dân xa trung tâm thành phố được khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, từ ngày 8 tháng 4 năm 2023, Bệnh viện Đa khoa Vân Đình đã hợp đồng với Bảo hiểm xã hội bố trí nhân lực làm ngoài giờ để khám chữa bệnh cho người dân vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Cái dịch vụ mở ra như này, tôi là một người dân rất phấn khởi. Nó đỡ cho người dân, thứ nhất là đỡ mất thời gian này. Thứ hai là cảm thấy trong người mình rất thoải mái. Tổ chức khám sớm và khám ngày nghỉ thì nó đáp ứng được rất nhiều cái nhu cầu của bệnh nhân. Bởi vì qua chúng tôi thăm dò bệnh nhân là người ta có nhu cầu đi khám những ngày đấy, để cho một số những người mà ví dụ cán bộ công nhân viên chức này, người ta đi khám bệnh hoặc là đưa người nhà đi khám bệnh, người ta sẽ không phải mất ngày nghỉ trong tuần. Thực tế theo quy định, người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chỉ được hưởng quyền lợi vào các ngày bình thường trong tuần, riêng hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật không khám, trừ một số trường hợp đặc biệt và cấp cứu. Quy định này gây ra rất nhiều bất cập bởi hầu hết người dân đều đi làm ngày thường, khó có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế. Vậy nên mô hình khám ngoài giờ đã tạo điều kiện cho người dân ở khu vực được khám chữa bệnh kịp thời và đúng lúc. Bệnh viện tôi đã thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh của huyện trong 15 ngày liên tục, công khai trên website của bệnh viện về việc triển khai khám thứ Bảy. Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh thì bệnh viện sẽ triển khai các bước tiếp theo, các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao. Đặc biệt là những cái kỹ thuật mà rất khó khăn cho dưới này ở bệnh viện, chính ví như tán sỏi, ngoài tán sỏi ngược dòng, tán sỏi về cơ thể và những cái phẫu thuật lớn. Từ sự đổi mới vì người bệnh, các bệnh viện đã và đang đáp ứng tốt công tác khám chữa bệnh kịp thời cho người dân, tăng cường chất lượng phục vụ, giảm chờ đợi và giảm chi phí cho gia đình người bệnh.